Hồng Anh thấy với cái dáng lực lưỡng, anh ta giống như một võ sĩ quyền Anh nhà ghề hơn là một người cầm bút. Ấn tượng ấy lại càng rõ nét khi nhìn vào cái cằm vuông, cái chóc mũi nở và mái tóc đen cắt cao theo kiểu nhà binh của anh ta. Mặc dù cặp kính dày nhưng vẫn đủ để phô ra đôi mắt màu hạt rẻ dịu dàng. Aberstam nâng cốc, tất cả chợt cất lên bài tử ca xứ Ireland Gary Owen. Bài ca vui nhộn và mạnh mẽ nên những người lính kỵ binh bay đã dùng nó làm điệu nhà khúc quân hành của mình. Rồi nó trở thành câu chào quen thuộc mỗi khi họ gặp nhau. Xin chào ngài, Gary Owen. Dè liếc nhìn Hồng Anh, thấy cô đang lúng túng khi có một người đàn ông Mỹ đang nhìn hau háu vào mình. Một người có da mặt nhẵn bóng, hồng hào, lông mày rậm và xe nhận ra là Van. Van đang ngồi bên cạnh Carter một nhân viên CIA, đội lốt chuyên viên thông tin. Van không bỏ qua cơ hội tán tỉnh cô gái Việt Nam. Gia định bụng sẽ nói cho Ánh Hồng biết về đặc tính hoang dâm vô độ của Van để bạn mình khỏi rơi vào cái bẫy của anh ta. Thoáng ý nghĩ như vậy và Gia tự nhủ, mặc xác hắn, không để tân làm gì cái tính thối tha bệnh hoạn của hắn. Gia nhìn những sĩ quan kỵ binh bay từ cấp tá đến cấp tướng đang vui vẻ. Họ hân hoan, hứa hẹn sẽ mang chiến thắng vinh quang về cho nước Mỹ vĩ đại. Lòng họ tràn ngập niềm tin và lạc quan. Ra tự hỏi, không biết có ai trong bọn họ biết rằng họ đang trở thành đội quân xâm lược và sắp bước vào tội ác không? Có lẽ họ chỉ nghĩ họ là những quân nhân chuyên nghiệp của nước Mỹ. Chính phủ Mỹ trả lương cho họ, họ phải thực thi luật pháp của nước Mỹ. Nên khi chính phủ yêu cầu họ đến đâu thì họ có bổn phận phải đến đấy và giành thắng lợi. Họ sẽ lập công lớn trên chiến trường. Họ sẽ được thăng chức, thăng hàm, treo đầy huân chương trên ngực. Họ sẽ trở thành những con người ưu tú, những người anh hùng của nước Mỹ, như những chiến binh từ mặt trận chiến tranh thế giới thứ hai trở về, được nhân dân tôn vinh và yêu quý. Ra, nhìn sự lạc quan của họ đầy cảm thông. Hồng Anh thỉnh thoảng nói chuyện với Morr và Ra, mà mắt không rời người đàn ông Mỹ mà Ra vừa giới thiệu với mình, có tên là Van, và anh chàng ngồi bên cạnh là Carter. Van có thân hình cao giáo, ngực nở, đôi chân dài, căng no trong chiếc ống quần bò màu xanh. Động tác cử chỉ của anh ta thật điệu đàng. Trông Van giống như một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Van đem theo một phụ nữ Việt Nam để giới thiệu là Ly, một cô gái có vóc dáng cao giáo đầy đặn khác thường. Cô ta mặc một chiếc áo váy phơi trần tới nửa ngực để lộ hai bầu ngực căng no tròn trịa đầy quyến rũ, mái tóc trải phồng. Hồng Anh chợt nhớ ra là anh ta thường đến với cô giáo dạy ở lớp học Anh ngữ. Cô giáo tên là Annie, khá xinh đẹp, còn ít tuổi hơn mình nhiều. Trong cô ta có dáng vẻ con nhà quyền quý, giàu sang. Hồng Anh kín đáo ngắm van. Theo cái nhìn nghề nghiệp, Hồng Anh biết anh ta là một người có tuyến hóc môn phát triển mạnh, là một người Mỹ đa tình, tà dâm, xảo quyệt, khôn ngoan và táo tợn. Thấy Hồng Anh có vẻ chú ý đến van, dè cá sát tay Hồng Anh nói. Bác sĩ Anh Hồng, hãy cảnh giác với người đàn ông đó. Ông ta tên là John Paul Van. Ông ta đến Việt Nam từ đầu năm 62. Khi ấy ông ta mới 37 tuổi. Bây giờ ông ta đã 40. Thoạt tiên ông ta đến Nam Việt Nam với cái lon trung tá cố vấn cho sư đoàn 7, bộ binh của chính phủ Sài Gòn, hoạt động ở vùng Mỹ Tho và Long An. Lúc ấy, Huỳnh Văn Cao, một cận thần đắc lực của Diệm là tư lệnh sư đoàn, Van đã làm mọi việc để vượt cao lên giống như Lenstein đã làm mọi việc để vực Diệm lên khi Diệm lâm nguy. Thấy Hồng Anh chăm chú lắng nghe, Dè tiếp tục kể về tông tích của Van. Van là đứa con hoang của một người đàn bà loạn dâm. Van kế thừa gen di truyền của mẹ và đồng thời cũng là con người mạnh mẽ, mê say danh vọng và đam mê khoái lạc. Do đó không nơi nào để Van lập được công danh hơn là ở quân đội. Hiện tại, Van là bộ quan chức dân sự của AID, phụ trách chương trình Bình Định dưới danh nghĩa tái thiết nông thôn của chính phủ Mỹ ở tỉnh Hậu Nghĩa. Chưa bao giờ, sẽ thấy Camin vui như vậy. Có lẽ do cô được gặp lại những người bạn thân thiết của mình. Trong phòng vẫn còn vang lên bài tử ca Gary Owen. Camin đang nói chuyện với viên trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, Joseph Harold Moore, là bạn thân của Ze, nhưng Moore lớn tuổi hơn Ze, anh ta đã có vợ và năm đứa con. Moro cũng là bạn của Van khi cả hai còn là học viên của trường quân sự Fort Benning. Cả hai đều đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc chiến tranh Triều Tiên. Moro đã đến Việt Nam cùng chuyến bay với Lốt. Lốt lại trở lại làm đại sứ để chỉ đạo chiến tranh thay cho viên tướng năm sao Mark Taylor đã bất lực về vườn với cái vai cố vấn an ninh quốc gia trở lại Nam Việt Nam lần này còn có Lensden một người khá hợp tính và hợp quan điểm với Los. đến Sài Gòn lần này còn có Comer một quan chức cao cấp được Tổng thống đích thân chỉ định và trao nhiệm vụ sang làm phó đại sứ kiêm phó tư lệnh Bộ Tư lệnh MACV chuyên trách chỉ huy Bình Định điều đó càng thấy công việc Bình Định lại nông thôn là một gọng kìm quan trọng như thế nào trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Nam Việt Nam đến việt nam trong chuyến bay còn có alsov một con người luôn được mọi người quan tâm đến vì ông ta chuyên viết bình luận chính trị ở nhà trắng không ai ghét alsov hơn van van ghét cay ghét đắng ông ta nói đến alsov là nói đến một hình tượng đại diện cho sự bảo vệ kiên cố bộ máy thư lại của chính quyền mỹ hiện tại một người bảo vệ kiên quyết cho sự quan liêu kiêu ngạo chủ quan của giới quân sự đối với cuộc chiến tranh việt nam nhất là đối với hakin và taylor Kerulak, Westmoreland và Oiler. Camin gọi bọn chúng là lũ cuồng chiến, lũ ăn thịt người. Azov đã lẩn tránh cuộc gặp của các nhà báo. Biết hôm nay Camin sẽ đi đến các tỉnh phía Bắc nên trở về Sài Gòn sớm. Hồng Anh đã theo bạn về luôn. Chị thấy trời đã quá trưa nên trở về nhà. Gần tới cổng chị gặp ông Đôn đang lững thững đi bộ trên vỉa hè. Hồng Anh dừng xe gọi. Chú Đôn, chú chưa ra quê sao? mặc dù biết là hồng anh ông đôn vẫn chăm chú nhìn chị rồi nói nhỏ đủ để chị nghe cháu nên thu xếp ra ngoài ấy càng sớm càng tốt cả thằng minh và thằng trung đều muốn gặp cháu ngoài đó cháu ra thẳng nhà cô cầm thôi đi đi chú về đây hồng anh mở ví lấy mấy tờ giấy bạc gấp lại đút vào túi ông chú thuê xích lô hay xe thồ mà đi trời nắng việc gì chú phải đi bộ cho mất sức vậy chú đã biết thằng đức quý chết chưa con nhỏ này Mày dày già quá, thằng chó ấy, chú biết rồi. Sáng nay, Hồng Anh nghe ông Nam Thông báo tin Đức Quý đã bị diệt. Minh và Trung lại nhắn ra sớm, chắc là có vấn đề hệ trọng nên mới cần tới mình. Hồng Anh đến thẳng cơ sở đặt máy móc, điện báo về tình hình sư đoàn kỵ binh bay đã bắt đầu đổ bộ vào Nam Việt Nam. Lốt thay Taylor, Comer và Lê Sten lại sang bị coi công cuộc bình định là một mũi chiến lược quan trọng để giải quyết cuộc chiến tranh này cùng với việc đổ quân ổ ạt vào Nam Việt Nam làm xong công việc Hồng Anh quay về nhà gặp ông bà Nam Thông nói con có việc gia đình ngoài quê con xin phép cậu đi ra đó mấy hôm con ra sân bay lấy vé cho kịp chuyến bay chiều Hồng Anh nói là vậy nhưng ông bà Nam Thông đã hiểu chỉ có công việc cần của cách mạng Hồng Anh ra đến nơi thì hết vé chị thất vọng đang định quay về thì gặp Camin của một nữ nhà báo lớn tuổi cũng ra sân bay để đến các tỉnh cực bắc để tới sư đoàn 3 thủy quân lục chiến mỹ đang tiếp tục đổ bộ lên bán đảo sơn trà đà nẵng bà Dickey Saben từ lớn tuổi cũng là một nữ nhà báo nồng nhiệt cởi mở đang hăng hái đi khám phá về sự thật của cuộc chiến tranh Kế hoạch của Camin và DK Saben là sẽ ghé qua căn cứ Phú Bài, nơi có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến mới đến, xem những nơi thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng quân và chuẩn bị tham chiến. Nhờ sự can thiệp của Camin với viên giám đốc sân bay, nên Hồng Anh cũng có một chiếc vé cùng với bạn trong chuyến bay chiều. Hồng Anh dối rít cảm ơn Camin chị nghĩ nếu mọi người mỹ đến đất nước Việt Nam đều tốt như xe và Camin đều biết tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc chị đến là để chia sẻ khó khăn giúp đỡ đất nước chị thì sẽ tốt biết bao ba người đã lên máy bay nữ nhà báo đi cây Staben gặp một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ đại tá David Elow đi Sài Gòn đang trở về đơn vị nên Camin nói chuyện với Hồng Anh Hồng Anh hỏi Camin đi các tỉnh cực bắc có việc gì Camin nhún vai ở đó chiến sự đang rộ lên. Một cuộc đụng độ lớn giữa thủy quân lục chiến Mỹ với quân chính quy Bắc Việt Nam. Để làm gì Camin? Để tôi xem những chàng trai 18 đôi mươi của Mỹ đã đến đây và chết như thế nào. Tôi phải nói cho nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới hiểu vì sao họ phải chết. Họ đang giết ai? Và vì sao người ta phải giết họ? Việt Cộng là ai? Chiến đấu như thế nào? Vì sao thanh niên Mỹ và thanh niên Việt Nam lại chém giết nhau? Nhưng cammin này Việc đó thì ngồi ở Mỹ, ở Sài Gòn hay ở đâu đó cũng hiểu được. Cứ gì cứ phải đến tận nơi đánh nhau ấy. Ô không! Ở Mỹ, chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson đang ra lệnh cho các đơn vị thủy lục không quân OA sang chiến đấu ở Việt Nam mà không hề tuyên bố tình trạng đất nước đang chiến tranh. Ông ta chỉ nói tất cả thanh niên Mỹ phải lên đường sang Việt Nam chiến đấu để bảo vệ biên cương và nền an ninh bất khả xâm phạm của nước Mỹ bảo vệ các đồng minh đang bị nga xô trung hoa đỏ và bắc việt nam xâm lăng đó là nghĩa vụ cao cả là trách nhiệm thiêng liêng là niềm vinh dự lớn lao mà nước mỹ vĩ đại đã trao cho họ cũng như từng trao cho các thế hệ thanh niên mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai để cùng các dân tộc chống lại họa phát xít thế giới nhưng sự thật diễn ra ở việt nam đâu phải như ông ta nói bạn thấy mọi việc diễn ra ở đây đau xót lắm phải không ồ đau xót đau xót có chứ nhưng đau xót có nghĩa gì trong chiến tranh anh một cây súng tôi một cây súng tôi bắn anh và anh bắn tôi nếu tôi không bắn anh thì anh sẽ tiêu diệt tôi ai nhanh tay người ấy sống thế nhưng một số thế lực ngồi đằng sau chủ trương đánh nhau đánh nhau để cho họ thực hiện mưu đồ đang nói camin chợt hạ giọng xuống cách đây ít năm Tôi có theo quân chính quy của chính phủ Việt Nam Cộng hòa đi đánh nhau ở Ấp Bắc và chính ở đó tôi đã gặp Van, cái anh chàng máu gái cuồng nhiệt lao vào cuộc chiến tranh như một con thiêu thân. Anh ta muốn giành thắng lợi cho nước Mỹ và tìm công danh cho mình trên xương máu của người Việt Nam. Chiến tranh đồng thời đem lại lợi lộc và sự ăn chơi khoái cảm đến điên loạn cho những người như anh ta. Đang nói, Camin quay sang hỏi Hồng Anh, "Bạn đã đến Ấp Bắc chưa?" Hồng Anh cắn môi, tủm tỉm, lắc đầu. Ồ, vậy thì nó cũng không xa Sài Gòn lắm đâu. Một ốc gần Tân Thới thuộc tỉnh Mỹ Tho, nơi mà cố vấn Mỹ và quân Sài Gòn đang nghi có đặt đài phát thanh của mặt trận dân tộc giải phóng. Ở đó tôi đã thấy thanh niên Việt Nam trong quân đội Sài Gòn chết nhiều lắm. Họ được xếp thành dãy trên bờ kênh và trên các ruộng lúa. Tôi cũng đã thấy những thanh niên Mỹ được gọi là cố vấn cũng chết chui trong xe M113 và trong các máy bay trực thăng bị bắn hạ. Bạn biết không, tôi cố sục tìm trên các bờ kênh và các ruộng lúa hay các khu vườn đã bị bom na dội tan nát để thử xem có thấy xác lính Trung Quốc hay Nga Xô nào không. Tôi đã cố hết sức mà chẳng thấy gì cả. Ở đó tôi thấy Van đang điên cuồng nhả đạn từ trên không xuống. Máy bay chỉ huy của Van lồng lộn trên bầu trời ấp bắc, gào thét, thúc ép quân của Huỳnh Văn Cao hãy tiến vào, hãy tiêu diệt hết bọn đỏ, không được để một tên cộng sản nào chạy thoát. Kết thúc trận đánh, tôi theo Van vào một ấp nhỏ đã bị bom đạn cày nát, tiêu điều, sơ xác. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cái ấp nhỏ xíu mà phải gánh chịu hàng tấn đạn súng máy, gần một ngàn viên đạn pháo, hàng trăm quả đa bom đào, bom phá, trên trời, cùng lúc có 13 máy bay chiến đấu cánh cứng và 5 chiếc HU vũ trang tham gia chút thêm 8.400 viên đạn canon vanh, hơn 100 trái hỏa tiễn. Rốt cuộc thế nào bạn biết không? Sau khi gây tổn thất nặng nề cho quân Mỹ và Sài Gòn, đối phương đã rút đi một cách êm lẹ, an toàn. Tôi đếm được họ để lại 100 xác lính Việt Nam Cộng Hòa và 150 người khác bị thương đang sống dở, chết dở, kêu gào đinh tai nhức óc đối phương đã giành được một chiến thắng thật lý tưởng, để lại 8 sắc xe bọc thép và 5 máy bay trực thăng. Cam chợt cười mỉa mai rồi kể tiếp. Trong khi đó, Van và Brown làm gì bạn có biết không? Họ lồng lộn như một con thú, gào giống, chửi bới tục tĩu. Lúc vào làng thì việc đầu tiên của Van là tìm cho được một phụ nữ. Từ đấy tôi đã để tâm chú ý đến viên sĩ quan cuồng dâm cuồng tín này. Sáng nay, bạn thấy đấy, anh ta ngồi cùng cô bạn gái Việt Nam nhẹ dạ, đáng tội nghiệp, có phải không? Đúng thế, anh Gia đã có nói với tôi về tính bạo dâm và cuồng tín chiến tranh của anh ta. Hồng Anh nói, Camin chưa ngừng câu chuyện của mình. Bạn tính xem, một trận chiến đấu như vậy mà đối phương chỉ chết có 8 và gần hai chục bị thương, một tổn thất thật nhẹ nhàng, một chiến thắng thật lý tưởng. Họ đã dạy cho người Mỹ và quân Sài Gòn một bài học quý giá nhất thế giới. Thế những người chung quanh trên máy bay đang chú ý câu chuyện của Camin, Hồng Anh sợ mật thám địch chú ý nên chỉ tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Camin, chuyện chiến tranh thì bao giờ mới hết? Đúng thế, nhưng với loại người như Van, như Morer, như Carter thì chiến tranh đối với họ thật hấp dẫn. Đối với họ thì chiến tranh cũng như đấm bốc. Vậy nhưng có khi mình đã lọt vào đấu trường thì cũng dễ bị mê hoặc, tự biến mình thành kẻ cổ vũ cho chúng. Tôi ghét chiến tranh cũng như ghét cái thứ đấm bốc những kẻ tham gia đấm bốc cho đến khi bị gục xuống. Sau khoảnh khắc ấy, mới bắt đầu hồi tỉnh và hối hận là mình đã dấn thân vào cuộc một cách thật ngu xuẩn. Hậu quả của những cú đòn để lại ngấm dần vào họ, gây nên những tổn thương cho họ và gia đình họ. Camin trở dừng lại, quay sang hỏi. Bác sĩ của tôi ra Huế có việc gì? Ở lại có lâu không? Tôi ra thăm người nhà Camin ạ. À. Bạn đã ra đấy lần nào chưa? Ô, tôi đã ra đó một lần, Lần ấy đã để lại trong tôi một cảm xúc thật đẹp đẽ và sâu lắng. Tôi đã có một bài viết về nó, quê hương bạn thật tuyệt vời. Lần này bạn có định viết gì ở đó nữa không? Thật là khó, những gì biết về Huế đều đã viết cả rồi. Những người đã viết về Huế đều là những cây bút tài ba lại có đặc quyền. Tôi biết viết được gì ngoại trừ những cảm xúc và ấn tượng sâu đậm ban đầu của tôi. Bằng sự bến mộ mê say về một thành phố miền Trung Camin kể về những cảm nhận của mình cho bạn nghe. Huế quả như một nàng công chúa huyền thoại ở xứ Ai Cập Ả Rập, nửa phàm tục, nửa linh thiêng. Nó quyến rũ mê hồn, nó vừa duyên dáng tươi vui vừa trầm tư, trữ tình, đôi chút ủ rột. Ai đã biết Huế, ai đã đến Huế thì không bao giờ quên được. Huế giống một nàng công chúa đài các và hấp dẫn. Bạn biết không, tôi đã dành thời gian để quan sát những màu sắc, những đường nét, những ngôi mộ, những con sông và cảnh quan một thành phố có thông gieo, có sóng biển và hoa, con người ở đó cũng thanh nhã, không thô tháp như nhiều nơi khác. Ôi, bạn đã bị thành phố của tôi quyến rũ rồi. Không, không, đó là thành phố của các văn nhân thi sĩ, của những người tài, những nhà hiền triết, một thành phố huyền bí với những thành quách cổ kính. Nếu là thời bình, thì ta sẽ nghe thời gian trôi đi từng giọt từng giọt thật thơm tho và gọt ngào không một chút bồn chồn hay vội vã dòng sông hương êm ả à, lững lờ lướt nhẹ qua thành phố như suối tóc xanh mượt mà đổ xuống trên lưng của những cô gái Huế quả là một thành phố vương giả một thành phố mơ mộng trong cái êm ả tĩnh lặng của bao nhiêu lăng tẩm nằm ung dung giữa cánh rừng của làn nước trong và những hồ sen hoa đở hai người mải nói chuyện máy bay đã cất cánh từ lúc nào không biết Hồng Anh khiêm nhường nói như để khích lệ người bạn Mỹ Camina tôi là người trong cuộc vốn sinh ra đã thấy như vậy rồi mặc nhiên mà chẳng hề suy tư chẳng hề thấy hết cái vĩ đại cái tiềm ẩn vô giá của nó ồ không phải ánh hồng đấy là do các bạn bận rộn vì chiến tranh ít điều kiện để đi đó đi đây đấy thôi vâng có lẽ như thế cảm ơn bạn đã dành cho quê hương tôi những cảm xúc và tình yêu tốt đẹp không không Đất nước Việt Nam, quê hương của bạn đã có những kiệt tác được tạo ra do bàn tay con người và thiên nhiên đã ban tặng cho các bạn biết bao điều quý giá. Bạn biết không, tôi đã lững thững dọc theo các bến sông dưới những hàng cây phượng vĩ trong bóng sợp của những giàn hoa giấy rực rỡ. Đang nói, Camin đưa hai bàn tay lên vẫy vẫy lắc đầu. Bạn ơi, thật là tuyệt, thật là tuyệt. Ôi, nếu bạn đi theo con đường bên bờ sông Chính nó đã đưa tôi đến chùa thiên mụ, rồi ngồi nghỉ dưới bóng mát của những dạng xoài, ngồi nhìn mây trời trôi trên dòng nước trong xanh, lặng lờ, chảy qua dưới chân. Ôi Camin, bạn đúng là nhà văn nhà sử, chứ không chỉ là nhà báo. Ô, bạn đừng quá khen Camin như vậy, rồi bạn sẽ thấy, chiến tranh sắp sửa, đi qua đây, người Mỹ chẳng tiếc, chẳng keo kể gì bom đạn đối với đất nước các bạn và khi cần, họ sẽ ưu ái dành phần hơn bom, pháo và cả na ban nữa cho thành phố của bạn. Rồi bạn sẽ thấy chẳng bao lâu nữa đâu, ở đấy bom đạn sẽ bốc khói ngụt trời, mọi cảnh quan sẽ biến mất. Những vấn đề Camin đặt ra làm cho Hồng Anh thật lúng túng. Quả chị sinh ra, lớn lên chỉ thấy chiến tranh, lo giải quyết chiến tranh. Từng ngày, từng giờ, vận mạng tồn vong của dân tộc của đất nước đang bị đe dọa Phải lo chiến thắng quân giặc Còn thời gian đâu mà nghĩ tới nó Đúng là việc này Mình đã thua Camin một cái đầu Trong khi Hồng Anh đang suy tư Thì giọng Camin vẫn cất lên đều đều Bạn ạ à, Tuyệt vời, thật tuyệt vời Chùa Thiên Mụ Có nghĩa là bà trời Được gọi là trung tâm của Huế Như cánh đụy của một bông hoa Công trình kiến trúc đầu tiên Của các chúa Nguyễn lịch sử đã hòa tan vào huyền thoại. Tôi được dân ở đây kể lại rằng đang đêm, một người nọ trông thấy một bà cụ ngồi trên đỉnh đồi Hồ Khê, nơi bây giờ có ngôi chùa thiên mụ. Bà mặc áo đỏ, quần xanh và bảo anh ta là sẽ có bậc chân chúa dựng tại đây một ngôi đền để tụ long mạch. Thế rồi bà lão biến mất, ngôi chùa kỳ diệu thời ấy đã được dựng lên. Thế mà rồi đây, người ta sẽ chút bom, chút pháo xuống đó, Lúc mang bom đạn chút lên thì người ta không hề mảy may cân nhắc, miễn là tiêu diệt được Cộng sản. Lúc hết chiến tranh, con người cần phải tu chỉnh dựng lại nó thì kẻ giàu bom đạn nhất thế giới sẽ làm ngơ. Hồng Anh luôn gật đầu để tỏ lòng ngưỡng mộ. Ngồi đằng sau chị là một gã đàn ông béo mập, đeo kính dâm to, đang chú ý theo dõi câu chuyện của hai người. Cabin vẫn tiếp tục nói đầy hưng phấn, trong khi Hồng Anh đang lo cái gã ngồi đằng sau. Anh Hồng biết không, những tảng đá nứt vỡ, cái cổng tam quan và trong đó có một khuôn viên với bốn ngôi đình nhỏ cổ kính, một ngôi dành để che chở cho một cái chuông nặng hơn 2 tấn, bao phủ bên ngoài bằng những hoa văn trang trí đa dạng. Một ngôi khác, tấm bia lớn dựng trên lưng một con sùa đá khổng lồ ở giữa một cái tháp bằng gạch 7 tầng, tháp Phước Duyên, cao 21 mét. Dọc theo bờ sông, cách xa khoảng chừng một cây số nữa, bạn sẽ thấy đền khổng tử, mấy bậc thềm cao đi qua một cái cổng trào để vào một khu sân rộng. Dọc bên phải bên trái có những tấm bia đặt trên những con rùa. Tất cả những gì ở đây đều lấp lánh soi bóng dưới dòng sông huyền ảo và thần bí. Mặt Hồng Anh bỗng đỏ lên vì mình đã không hiểu biết về thành phố quê hương mình như người bạn nước ngoài. Chị tự an ủi mình rằng tuy sinh ra ở quê hương nhưng khi bắt đầu ý thức được cái đẹp, cái vĩ đại, điều kỳ thú thì mình đã đi vào chiến khu rồi tập kết ra Bắc học tập. Bây giờ nói đến Hà Nội ngàn năm văn vật với 36 phố phường, năm cửa ô, với văn miếu, chùa Một Cột, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, tháp rùa thì mình lại thành thạo hơn quê hương. Từ ngày trở về Nam chiến đấu, đây là lần thứ hai Hồng Anh trở về quê, nhưng chẳng có phút giây nào rỗi rãi, yên tĩnh để chiêm ngưỡng nó. Hồng Anh thấy người bạn Mỹ, bộc trực và chân thành nói tiếp. Bạn ạ, à, bạn biết không, con số 7 cũng như con số 13 là con số kiêng cữ của người phương Tây, nhưng ở đây nó được lựa chọn để tượng trưng cho 7 vị cổ Phật. Mỗi tầng có một tượng Phật bằng đồng mạ vàng, Tháp dựng trên cái bệ, trung quanh có lan can, cây leo nhỏ chui ra từ các kẽ hở của đá. Đền đại hùng với bao tượng đá và tranh gỗ xinh xắn, này đã phai mờ với thời gian. Di lặc Đức Phật vĩ đại khi không còn gắn với đời sống tôn giáo, người ta thờ ông như thờ phúc thần. Bạn thử nghĩ xem, một thành phố như vậy, một lịch sử và huyền thoại như vậy mà chính phủ Mỹ đã dựng lên một chính phủ thiên chúa giáo của ông Diệm để đối đầu và xúc đổ nó đi thật là ngu ngốc và điên rồ, bạn ạ. À, tất cả rồi đây sẽ được thử thách với bom đạn, trận chiến sẽ đấm máu. Người Mỹ, người Pháp ở phương tây, người Nhật ở phương đông vừa qua đã không thương tiếc gì những thứ ấy trên đất nước các bạn. Không cách nào khác là các bạn phải tự đứng lên để bảo vệ nó. Đó cũng là cách để đền trả công ơn của người xưa đã tạo dựng nên. Đó cũng là sự cống hiến của các bạn cho một nền văn hiến của nhân loại. Lời nói của Camin làm cho Hồng Anh xúc động. Camin đại diện cho những người Mỹ có học, có giáo dục và có lương tri, những người tượng trưng cho nền văn minh của nước Mỹ, cho sự vĩ đại của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Họ đang bơi ngược dòng với giới tài phiệt Mỹ. Camin lại nói, họ chẳng thương tiếc gì đâu bạn ạ. Họ gọi là chiến tranh mà, miễn là họ thắng, họ tìm mọi cách để thắng. Giống Hitler, rồi họ sẽ không lại trừ một phương sách man dợ tàn bạo nào đâu. Nghe Camille nói mạnh mẽ, tỏ thái độ không khoan nhượng. Hồng Anh đưa ngón tay trỏ lên môi, lẫy qua lẫy lại, nhắc Camille phải cẩn thận và coi chừng những người chung quanh và cái gã đàn ông phía sau lưng. Camille chợt hiểu. Ồ, đúng thế, đúng thế, tôi hiểu lời bạn nói. Tiếng nữ phát thanh viên phi hành đoàn đã cất lên trên loa phóng thanh. Thưa quý vị, thưa quý hành khách, chuyến máy bay chiều cất cánh từ thủ đô Sài Gòn đang hạ cánh xuống sân bay Phú Bài từ Phú Bài về thành phố khoảng chừng 15 cây số, con đường thẳng tắp băng qua những đồng lúa, những ngôi nhà tranh, khu nghĩa trang, đồi núi. Ánh hồng này, đằng sau những khu đồi, nhà tranh, lũy tre, ruộng lúa, lúc nào cũng có Việt Cộng mai phục. Họ sẵn sàng nã súng vào những xe được coi là của Mỹ và quân đội chính phủ. Họ đặt bom, giật mìn nên đi trên đoạn đường đó, chúng ta phải đánh cuộc với tử thần đó bạn ạ. Mình tin rằng sẽ không sao đâu Camin. Chiến tranh là vậy, còn cách lựa chọn nào khác hơn? Camin, nữ nhà báo lớn tuổi Dicky Saben cùng Hồng Anh lên xe ca để vào thành phố. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thì người đàn ông to béo đeo kính dâm to đưa tay vẫy ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, nhưng người lái xe đã nhận ra cảm tên chủ mật vụ nên làm ngơ như không thấy gì, cho xe phóng luôn. Đến một ngã tư, hồng anh chào tạm biệt người bạn gái mỹ xuống xe gọi xích lô đi thẳng về nhà chị cầm được minh và trung báo trước nên chị cầm nhận ra hồng anh ngay qua minh trung và ông đôn hồng anh đã hiểu rất rõ chị cầm nên tuy là lần đầu nhưng hồng anh cảm thấy đến nhà chị cầm cũng như đến nhà chị ruột của mình chị cầm sởi lời và mừng rỡ các con chị cầm rất ngoan thằng cử con trai lớn của chị cầm nhận quà của hồng anh và chia đều cho các em thành phố đã lên đèn. Hồng Anh chẳng thấy Trung hay Minh. Chị sốt ruột đang muốn biết điều gì xảy ra mà hai người cần mình ra sớm. Hay là mẹ mình đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Dưới ánh điện, Hồng Anh ngắm kỹ khuôn mặt chị cầm. Trông chị thật phúc hậu với đôi mắt to. Trong ánh mắt, trong nụ cười của chị luôn truyền đi niềm vui và sự thánh thiện. Chị cầm chuẩn bị nước nóng và những đồ dùng cần thiết cho Hồng Anh tắm nhà tuy nghèo nhưng chị cầm luôn sống tươm tất sạch sẽ những đứa trẻ được dạy dỗ rất chú đáo giá như người chồng yêu thương của chị người cha thân yêu của các cháu mà còn thì đó là một gia đình thật sự hạnh phúc nhìn cảnh gia đình chị cầm hồng anh bồn chồn nhớ người yêu hồng anh tắm rửa xong thì chị cầm cũng vừa dọn cơm ra bao nhiêu năm rồi nay hồng anh mới nhìn thấy mâm cơm giản đơn mộc mạc với những món ăn quê hương Hồng Anh thích nhất là món thịt lợn luộc ăn với rau sống chấm mắm. Nó hấp dẫn đến nỗi làm cho Hồng Anh cứ đứng ngây ra nhìn bát mắm với những con cá cơm, cá ruội vừa chín tới đỏ tươi trộn lẫn với ớt, tỏi bốc lên mùi thơm nước. Chị cầm ngắm Hồng Anh, trong lòng chị vừa vui vừa xót xa, thương đứa em xa cách quê hương. Hồng Anh ngước lên, bất ngờ gặp cái nhìn của chị cầm, liền nói. Chị ơi, Sao chị lại biết em ưa thích những món ăn này? Chị ơi, cái món cá bống chị kho thật tuyệt. Chị biết em xa quê lâu ngày thì điều gì về quê hương em cũng nhớ. Ăn cơm xong, Hồng Anh bồn chồn, lo lắng không biết có việc gì mà cả Minh và Trung nhắn mình ra gấp, việc chưa từng xảy ra. Hồng Anh phán đoán phải là việc gì hệ trọng lắm nên họ mới nhắn như vậy. Bởi hai người đều biết công việc của chị là tối mật và cần hạn chế đi lại như thế nào từ đường phố phía trước. Bỗng tiếng còi cảnh sát hú lên liên tục nghe đến giận người. Có tiếng gõ cửa rồn rập, chị cầm kéo Hồng Anh vào trong phòng, ấn ngồi xuống, nói. Em cứ ngồi đây, nói chị em cậu cô từ Sài Gòn ra thăm, còn mọi việc mặc chị ứng phó với chúng nó. Nói xong, chị cầm bước vội ra cửa, có tiếng xe máy đỗ xịch và tiếng bom, tiếng pháo từ một nơi xa dội lại. Hồng Anh cảm nhận, chiến tranh đang ở ngay đâu đây trong thành phố